Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh podcast Ron and Partners Operational Excellence. Đây là nơi chia sẻ những kinh nghiệm, kiến thức, công cụ đến từ những chuyên gia ở nhiều lĩnh vực khác nhau, từ các công ty đa quốc gia và các công ty lớn ở Việt Nam. Thông qua phần chia sẻ này, chúng tôi mong muốn đem đến cho quý vị những bài học bổ ích, những góc nhìn mới giúp chúng ta có thể phát huy năng lực của mình. Đừng quên nhấn nút follow và comment bên dưới những thông tin và chủ đề quý vị mong muốn lắng nghe. Xin cảm ơn. Rất phát huy hiệu quả. Mình có một cái ví dụ như thế này. Ví dụ bạn đang kinh doanh trong lĩnh vực bất động sản. Bạn đang có một căn nhà, bạn cần bán. Nhưng mà tại vì do là bạn đang nỗ lực cho những cái phương thức rất là bình thường, mà bình thường các bạn vẫn đang có kết quả trong thời điểm kinh tế phát triển, nhưng mà bây giờ nó không còn hiệu quả bởi vì các bạn không tìm kiếm ra được cái nguồn khách hàng đó từ những cái việc các bạn chạy online quảng cáo. Vậy thì bây giờ các bạn có thể gọi điện thoại cho bạn bè để nói với các bạn bè rằng bạn đang có một cái vị trí căn nhà ở cái quận đó giá như vậy. Các bạn có thể hỏi các bạn bè của các bạn là bạn bè của các bạn có kế hoạch đầu tư hay không, hay có kế hoạch chuyển chỗ ở hay không. Hoặc nếu bạn bè của các bạn không có kế hoạch đó thì có thể giúp bạn để giới thiệu cái thông tin này tới những người bạn của bạn bè của các bạn hay không? Thu hình dung ra cái câu chuyện này chưa? Dạ em hiểu rồi chị. Vâng. Rồi, thì lúc này thì có thể bạn đang đưa cái món hàng đó tới tay bạn bè của bạn hoặc tay bạn của bạn của bạn. Và gia đình cũng vậy, đâu có biết được rằng gia đình của bạn không muốn mua cái người thân của bạn trong dòng họ trong gia đình, hoặc là những người bạn học cùng trường hay đồng nghiệp cũ họ không có nhu cầu. Vấn đề của các bạn đừng bao giờ để đến một lúc nào đó rằng là phát hiện ra là người bạn của mình chính là người đã mua cái căn nhà mà mình đã rao bán rất lâu mà không rao bán được, và cái người đồng nghiệp khác họ đã bán cho bạn của mình cái căn nhà đó. Vì vậy cho nên là trong cái lúc mà nền kinh tế phát triển thì có thể có rất là nhiều người họ không quan tâm đến cái điểm tựa sức mạnh này, nhưng trong lúc thăng trầm của nền kinh tế khủng hoảng thì các bạn liên lạc nhiều với những mối quan hệ này và làm cho những cái mối quan hệ này nó trở nên gần gũi hơn, thân thiết hơn. Các bạn tăng thêm cái thời lượng liên lạc với họ, tăng thêm cái lưu lượng liên lạc và duy trì phát triển, thì sau này các bạn sẽ được đền trả rất là xứng đáng với những sự chăm sóc của các bạn. Đó là cái phần điểm tựa sức mạnh. Dạ vâng. Thực ra thì em thấy là trong cái bối cảnh là dịch bệnh và khó khăn như thế này á chị, thì nó là một cái cớ mà để chúng ta có thể hỏi thăm nhau này, rồi là một cái dịp để mà bạn có thể bốc điện thoại lên gọi cho một người mà mình đã rất là lâu không liên lạc, hoặc một khách hàng mà mình đã lâu rồi mình không liên lạc với họ, hoặc là một khách hàng mà mình đang muốn là gần gũi họ hơn, thì đây cũng là một cái cớ, một cái câu chuyện mà mình có thể hỏi thăm họ, và từ đấy thì cái mối quan hệ có thể xích lại nhau gần hơn. Thì đây là một cái điểm mà rất là hay mà em nghĩ là cũng rất là dễ áp dụng nữa, không chỉ với khách hàng, với những người đối tác, mà có thể là ngay trong gia đình, trong những mối quan hệ bạn bè của mình thì đều có thể là áp dụng được. Chính xác. Bây giờ đơn giản nhất là bạn bè của bạn cũng có thể là khách hàng mua thời trang của bạn thiết kế vậy, cũng có thể mua quần áo từ cửa hàng của các bạn, đúng không ạ? Họ hàng của bạn cũng là những người có nhu cầu mua các cái sản phẩm mà bạn đang bán, như là sản phẩm chăm sóc sức khỏe trong thời kỳ khủng hoảng về dịch Covid. Thì, thì đó chính là những đối tượng khách hàng mà bạn không cần phải gặp mặt trực tiếp, bạn vẫn có thể bán hàng thông qua nhắn tin, thông qua gọi điện thoại. Bởi vì bây giờ các bạn rất là hạn chế gặp trực tiếp, face to face cho những cái buổi meeting. Thì đây chính là một trong những cái bí quyết để các bạn có rất nhiều đơn hàng trong thời kỳ khủng hoảng. Dạ. Rồi, thêm một cái thứ hai mà mình muốn chia sẻ với tất cả các bạn, đó chính là các bạn có biết rằng là khách hàng của các bạn nằm trong cái danh sách gọi là danh sách khách hàng. Thì thường là cái khối lượng mà danh sách khách hàng các bạn có rất là nhiều, nhưng vì thời kỳ mà vàng son của nền kinh tế, thời kỳ tốt đẹp của nền kinh tế, doanh số của các bạn luôn luôn đầy đủ. Và hầu như các bạn lo duy trì các cái mối quan hệ hiện tại, khách hàng hiện tại là đã hết thời gian rồi. Các bạn sẽ bỏ qua cái danh sách khách hàng cũ và các bạn gần như quên đi.
Nhưng trong cái thời điểm khó khăn này thì các bạn quay lại với khách hàng cũ, liên lạc với họ, tạo dựng lại mối quan hệ, hỏi thăm họ. Đó chính là một cái cách để các bạn có thể làm cho cái doanh số của các bạn trở lại bình thường, hoặc có thể là vượt cái doanh số hiện tại. Thu có bao giờ suy nghĩ là mình gọi cho một cái list khách hàng cũ mà mình gọi không cần biết là người đó có phải là một đối tượng tiềm năng hay không? Em thấy là cái việc mà liên hệ lại khách hàng cũ á chị, thì cái việc này thì em lại cũng làm khá là thường xuyên đó. Và khi mà em gọi lại cho họ thì em nhận thấy là thứ nhất họ đã tin mình rồi, thứ hai là đã sử dụng dịch vụ của mình rồi, thì khi mà mình gọi điện lại cho họ nó đã có một cái mối liên hệ, và từ đấy thì mình tiếp cận cũng rất là dễ, và cái mức độ tiềm năng thì nó sẽ tăng lên. Và người ta cũng còn nói là chi phí để mà mình bán hàng cho một khách hàng cũ thì nó thấp hơn rất là nhiều so với cái việc là mình đi tìm kiếm một khách hàng mới. Chính xác. Và các bạn có biết rằng là hiện tại thì khi mà chúng ta lại có cái hạn chế là cũng không được gặp mặt trực tiếp, vậy thì khách hàng cũ họ khi mà các bạn gọi điện thoại tới cho họ thì các bạn sẽ gặp, ủa em là ai? Câu đó là sẽ làm cho các bạn rất là ngại đúng không? Rất là khó khăn. Dạ, điện thoại đây là Thu là ai? Đó chính là hạn chế để khiến cho rất nhiều người sale họ không bốc điện thoại lên gọi cho khách hàng cũ, bởi vì họ nghĩ là chắc là quên mình rồi, chắc là không nhớ nó đâu. Sao mà có thể gọi điện thoại nếu mà người ta quên mình thì sao? Dạ vâng, tự nhiên có một cái rào cản. Đúng. Và chính cái rào cản đó khiến cho cái người sale đó không thành công. Mà nếu như mình vượt qua được cái rào cản đó, mình sẽ thành công. Và bốc điện thoại lên, đừng quan tâm đến cái việc phân tích giá trị người khách hàng mang lại. Đừng có phân tích cái việc là khách hàng này nó có nhu cầu hay không. Không phân tích. Các bạn hãy gọi, gọi và gọi. Không cần phân tích cái việc là gọi khách hàng này nó sẽ mang lại cái gì cho các bạn, mà các bạn phải gọi để chăm sóc họ. Các bạn sẽ gọi và chắc chắn là trong cái lịch sử bán hàng của các bạn sẽ có những cái thông tin rằng người ta mua cái gì của bạn. Ví dụ, đây là một khách hàng đã mua của Thu khóa học bán hàng cách đây 2 năm. Vậy thì bây giờ Thu có thể gọi điện thoại lại để hỏi rằng là cái việc kinh doanh của họ hiện tại có tốt hay không? Và sau khi học trong cái khóa học đó thì đội ngũ sale họ bán hàng, anh có cảm thấy hài lòng, chị có cảm thấy hài lòng không? Và cái tình hình kinh doanh hiện tại của anh chị có khó khăn gì không? Em có thể giúp gì anh chị không? Và nếu em giúp được thì em sẵn sàng giúp dù tình hình dịch. Thì lúc này có phải là các bạn có thể là bán được một cái gói về dịch vụ gọi là huấn luyện cho đội ngũ kinh doanh bán hàng trong thời kỳ dịch không? Và đó chính là hợp đồng. Vì vậy cho nên thành ra là hãy xem lại lịch sử của khách hàng cũ, gọi lại cho họ và chỉ cần gọi lại cho họ thôi, hỏi thăm họ, chăm sóc họ, và chốt lại là một cái tên liên lạc cũng có thể trở thành một cái hợp đồng. Và càng có nhiều liên lạc thì bạn sẽ càng có nhiều hợp đồng. Và đó chính là một trong điều mà mình muốn chia sẻ. Chị Thủy có nói một ý rất là hay, đó là chỉ cần một tên liên lạc hoặc thậm chí là một email thôi. Nếu mà bạn biết cách phát triển thì từ những cái mà rất là đơn giản và nhỏ như thế nhưng mà mình có thể biến thành hợp đồng, biến thành doanh số. Thì em thấy những chia sẻ của chị á, bởi vì là chị cũng là đã từng là bestseller, chị và chị quản lý rất là nhiều bạn nhân viên kinh doanh, nên là nó rất là gần gũi và nó có thể áp dụng ngay. Thì ngày hôm nay thì là chúng ta cũng đã có 2 cái bài học. Đầu tiên đó là tập trung vào cái năng lực mà chị cũng có một cái cụm từ, đó là tái kích hoạt điểm tựa sức mạnh. Đó, thì mình có thể là nhân cái dịp này và mình sẽ hỏi thăm rồi mình gọi điện thoại lại tất cả những cái mối quan hệ của mình, từ trong cuộc sống đến trong công việc. Và khi mà mình duy trì và mình chăm nuôi dưỡng nó thì đến một ngày nó sẽ nở hoa, những cái mối quan hệ đấy nó sẽ phát huy được những cái tác dụng mà nó sẽ giúp cho mình. Thứ hai nữa là cái việc mà mình nên dành thời gian cho những khách hàng cũ, bởi vì khách hàng cũ thì cái chi phí cho một cái khách hàng cũ thì thấp hơn rất là nhiều so với một khách hàng mới. Và đặc biệt là khi mà mình gọi điện lại cho khách hàng cũ thì mình cũng rất là dưới góc độ là mình sẽ chăm sóc khách hàng chứ không phải là mình bán hàng. Và những cái doanh số nó sẽ đến một cách rất là tự nhiên bởi vì họ cũng đã biết tới sản phẩm dịch vụ của mình rồi. Đó thì cái vấn đề đây chính là làm nào để mình duy trì được mối quan hệ và xây dựng lại cái mối quan hệ đối với họ. Đó thì rất là cảm ơn chị Thủy đối với phần chia sẻ ngày hôm nay. Và chúng ta sẽ cùng gặp lại chị Thủy cùng với những cái bài học tiếp theo giúp cho các bạn nhân viên kinh doanh tăng doanh số
trong những số tiếp theo của chương trình JV Talk. Một lần nữa cảm ơn chị Thủy và cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Rồi, cảm ơn Thu, cảm ơn chương trình. Xin chào. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian lắng nghe sự chia sẻ của chuyên gia và hy vọng với những chia sẻ ngắn này, chúng ta sẽ có những góc nhìn mới cũng như là những công cụ, hành động có thể áp dụng ngay trong công việc của mình. Và đừng quên nhấn nút follow và comment bên dưới để giúp chúng tôi hoàn thiện chương trình ngày càng tốt hơn. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại trong những số tiếp theo.